Theo số liệu của Tổng cục Hải quan mới công bố, tháng 1 năm nay, cả nước nhập khẩu 6.955 ô tô các loại, kim ngạch đạt hơn 145 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 9% về lượng và giảm hơn 17% về kim ngạch so với tháng trước đó. So với cùng kỳ năm 2023, kết quả nhập khẩu ô tô còn giảm mạnh hơn nhiều. Cụ thể so với tháng 1 năm 2023, lượng ô tô nhập khẩu giảm tới gần 52% trong khi kim ngạch giảm hơn 53%. Các thị trường nhập khẩu ô tô chủ yếu dẫn đến từ châu Á với các cái tên quen thuộc như Indonesia gần 2.650 xe, kim ngạch 35 triệu 300 000 đô la Mỹ, Thái Lan gần 1.860 xe, kim ngạch 35 triệu 800 000 đô la Mỹ.